Thanh Hóa là một trong những địa phương đang có tốc độ phát triển nhanh vượt bậc trong những năm vừa qua. Chất lượng cuộc sống ngày càng tăng lên. Chúng ta có thể nhận thấy sự phát triển qua hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng nhà ở tại khu vực này. Điểm đặc biệt chính là dễ dàng bắt gặp hình ảnh cửa cuốn được ứng dụng sử dụng rất nhiều. Người dân ở đây lựa chọn sử dụng cửa cuốn lắp đặt cửa chính cho gia đình, cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh của mình. Cửa cuốn Quang Đo Việt Nam là đại lý ủy quyền cấp 1 chuyên phân phối các sản phẩm cửa cuốn thương hiệu Quang Đo trên toàn miền Bắc và đặc biệt sản xuất bán buôn cho các đại lý cửa cuốn tại Thanh Hóa. Mời bạn tham khảo qua video này của chúng tôi quá trình sản xuất và phân phối cho đại lý cửa cuốn tại Mường Thanh, thành phố Thanh Hóa. Đây là bộ cửa cuốn Quang Đo QN05, độ dày 1-1.1mm, một trong những dòng cửa có độ an toàn tuyệt đối. Với cấu tạo bao gồm nhiều nan song song nối vào nhau bằng các hẻm liên kết, các đan được thiết kế rỗng và có hẻm liên kết một đầu để có thể cuốn lồng vào nhau mà không bị rối khi sổ ra. Với cấu tạo chắc chắn từ các đan cửa làm bằng hợp kim, khi cửa cuốn đóng lại, các đan cửa khép kín tạo nên một bức tường vững chãi. Bên cạnh đó, cửa cuốn sử dụng hệ thống khóa tự động hiện đại. Khi cửa đóng lại, người bên ngoài không thể bẻ khóa, cậy cửa, đột nhập vào bên trong nhà của bạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Có thể bạn thấy chi phí đầu tư một bộ cửa cuốn từ vài triệu đồng. Tuy nhiên, để tính về tuổi thọ sản phẩm có thể lên tới 25 năm không bị tác động của thời gian làm ảnh hưởng. Hay những tiện ích của cửa cuốn đem lại, khi kết hợp vừa làm cửa chính vừa làm cổng, thì đây là sản phẩm cửa rất đáng để đầu tư sử dụng. Vì thế, nhu cầu sử dụng cửa cuốn ngày một tăng, kinh doanh lĩnh vực phân phối cửa cuốn cũng là một trong những ngành tiềm năng cho các đại lý tại Thanh Hóa. Xuất hiện trên thị trường với vai trò là tổng đại lý phân phối cửa cuốn, phụ kiện cửa cuốn Quang Đo Việt Nam luôn khiến mọi khách hàng hài lòng với dịch vụ mà mình cung cấp. Sản phẩm chất lượng, giá thành cạnh tranh, chế độ hậu mãi tốt. Chúng tôi luôn có nguồn hàng dồi dào để đáp ứng nhu cầu lựa chọn của khách hàng. Dù là khách sỉ hay khách lẻ, đơn hàng lớn hay nhỏ, chúng tôi đều cam kết hỗ trợ nhanh, đảm bảo tiến độ. Chúng tôi nhận bán buôn, bán lẻ, ủy quyền sản phẩm cho đại lý mới có nhu cầu. Chúng tôi cam kết luôn dành cho khách hàng giá cửa cuốn chính hãng. Quý khách không cần lo lắng về giá thành và chất lượng sản phẩm. Cửa cuốn Quang Đo Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để có thể mang đến khách hàng những cam kết chất lượng hoàn hảo nhất. Các đại lý muốn đăng ký phân phối bán buôn cửa cuốn, chỉ cần liên hệ đến chúng tôi qua số hotline 0931 911 368. Chúng tôi tự tin có thể mang đến sự phục vụ chuyên nghiệp nhất. Dù là về chất lượng sản phẩm, chất lượng hỗ trợ hay giá thành cung cấp, khách hàng đều không thể không hài lòng một khi đã lựa chọn chúng tôi để trải nghiệm.